Rồi, chào cả nhà Long đó. Bữa nay có cuộc gọi nói là bên chỗ dealer xe có chiếc Audi SQ8 về. Lên chào đi con. Hello. Rồi, chạy ra coi có chiếc SQ8 này nó có đặc điểm gì khác xong rồi mình quay cho mọi người xem ha. I love you. Ai thương con. Đi coi xe ngay cái ngày trời mưa nữa chứ. Không biết chỗ này người ta có bỏ xe trong nhà cho mình coi không chứ ngoài, ở ngoài mà đi coi xe đi vòng là ướt nhẹp như chuột luôn. Thì bây giờ hai cha con cũng vì quá thích xe, mê xe cho nên là ra coi tận mắt. Nghe nói chiếc này nó cũng có một cái package carbon fiber là hạng top line của SQ8 đó, kịch đồ đó. Này mưa quá trời, hôm qua nó còn bão nữa chứ, nước ngập hết trơn. Bữa nay sân golf là khỏi ai đánh luôn, nước ngập đầy cái sân golf, nó quýnh gì được. Cái nước mà lặn xuống đánh golf chứ còn đi đánh golf thì không có. Ba thương con thương ba nhiều không? Ba thương con. Đó, đường này mà không có mưa thôi đạp lúc kim luôn. Hiện tại chạy khoảng chừng 130 km/h. Đường này nó thẳng giống vậy nè, mà trời mà đẹp đẹp mà không có mưa đạp khoảng 250-300. Đây mình vô trong chỗ này mình coi xe đây. Đây là dealer Audi đây. Thì đây cũng gần nhà mình. Kế bên là dealer Porsche.
mà mình thắng nhỉ. Dữ. Nó cũng có bồ cũng kêu to hơn nhiều đó. Tại vì nó tám mái mà. Wait, 200? Yeah. Hết cỡ 200. Sao xe mới về để check engine rồi ta? Cái này là OS Q8. 591 mã lực, 0 tới 100 km/h là 3.6 giây, thì nó cũng gần bằng Urus đó. Chạy hết cả là 190, đây để 200 nè, ngon lành luôn. Carbon fiber, này nó có đèn đồ đẹp quá trời. Ok. Screen nó cũng đẹp ghê chứ. Bên này ấy, đi con. Không chịu ra luôn mới ghê chứ. Rồi, đi một vòng nữa. Mâm 23 in, nó đang để cao là chế độ câu. Cẩu xe cho nên để cao lắm. Thank you very much, guys. I appreciate it. Chiếc này thì BMW i8 giờ vui. Con này khoảng chừng 370 mã lực à, ba máy à. Nhưng mà được cái đỡ tốn xăng. Bà xã lười đổ xăng lắm, nên mua xe này cho bà xã cái là đổ đầy bình chạy tới 500-600 mao, tương đương với lại khoảng 700 cây, 800 cây gì đó. Nó lâu mới đổ lần, hồi mua tới giờ chưa đổ được có 2 lần. Bà xã cực kỳ ghét đổ xăng luôn, nên là mua con này thích hợp. Muốn giọt nó cũng giọt lắm, mà muốn êm thì nó cũng êm vô cùng luôn. Xe này thì khỏi nẹt bô. Được. Con này chạy vui. Mùa hè dở mui ra cũng tóc váy nhai. Lâu lâu chôm xe đi bữa chứ, để nó nằm ở nhà hoài hư máy. Chạy con này cũng vui thiệt. Hiện tại mình đang chạy chế độ thể thao đó, mà nó chỉ có kêu như vậy thôi à. Đang chạy chế độ sport. Còn đây là màn hình nãy mình dựa điện thoại vô đây, không có cầm theo cái cây cho nên là cũng hơi bất tiện. Còn này là
màn hình trên kính, chớp chớp chớp, đạp vô số rồi nghe rùm gầm rú dữ lắm mà không bằng xe bên cạnh. Rồi đến đây mình cầm đồ ăn cho bà xã. Thì mùa này mà đi làm thì đông khách đó, không có thời gian ăn uống luôn, cho nên là mua những cái đồ ăn như McDonald's hay là Chick-fil-A có gà đồ ăn đây giống như ăn kiểu bé ăn vậy, không có được giống như hưởng thụ Việt Nam đâu, ăn như chơi nhiều hơn là làm, sướng thiệt chứ. Đó gầm rú ghê chưa, đó quá ngon lành luôn. Đây là mấy cái xăng nè, lát nữa mình vô đổ xăng, lần này là lần thứ ba đổ xăng của xe này, mình chạy được 1432 mao rồi. Thầy có thể sạc điện là chạy, sạc điện là chạy chứ đâu có đổ xăng bao giờ đâu, ít khi dùng tới xăng lắm, trừ khi mình chạy nút sport thì mình mới dùng tới xăng thôi, còn ngoài ra thì không có dùng xăng nhiều. Rồi tới rồi, cái này là chỗ sạc pin của nó đây. Mình rút ra, bữa đây là mình sạc không có tốn tiền đó. Cái chỗ đầu riêng thì rút chạy ra mình cắm chỗ này. Đây, chỗ cắm điện của nó đây. Khi mà mình cắm vô mình sạc thì đó, nó ăn như vậy. Nó báo hiệu mà đèn vàng, xanh, đỏ như vậy là ok, đang sạc. Thì chiếc này nó có một cái đặc điểm nữa là đây, mình có thể bấm dỡ mui bằng cái chìa khóa, đứng gần tí nó mới chịu dỡ. Đó, nó có đặc điểm khác là cái lít này nó làm sẵn. Khi mà mình dỡ cánh nó lên thì đây, bên trong của nó là như vậy. Nói chung là chiếc này nó rất là nhẹ, nó dùng cũng nhiều thứ giống như carbon fiber. Hello. Nhìn giống chim bay ha, ngon lành, cũng đẹp lắm chứ. Mỹ chạy xe là cực kỳ vui, cực kỳ sướng. Chiếc này khi mà mình sạc đầy đủ điện, mình có thể chạy được điện không luôn á, là khoảng chừng 23 mao. Còn xăng thì mình có thể kết hợp vừa xăng vừa điện, thì nó có thể chạy được tới 75 mao một galon, tương đương khoảng 100 km đó. 3 lít, 4 lít. Bây giờ mình đóng lại ha, mình không cần phải vô xe, mình chỉ cần bấm chỉnh thôi. Đây, lợi hại chưa, chỉ cần nhấn nút đóng thôi là nó sẽ tự đóng cửa lên. Rồi, ngon lành. Rồi, các bạn có thắc mắc gì comment ở dưới nha, Long rảnh tiện sẽ trả lời. Hôm nay chậm được cái xe của bà xã đi, mà nói chung là khi nào mà đi xe của bà xã là chỉ có lúc mà xe nó gần hết xăng. Vì cái xe này nó rất là ít tốn xăng, hồi từ hồi mua tới giờ như đổ có 2 lần à. 2 lần xăng thì khoảng 2.000 cây số đó, mà tại vì cứ sạc điện xong rồi chạy chứ đâu có chạy bằng xăng đâu, khi nào mà đua hay gì thì mới qua chế độ xăng mình chạy. Rồi thì bây giờ Long đi vô làm đây, chỗ này chỗ làm, đậu xe chỗ này thoải mái nguyên ngày, sạc pin đầy đủ xong rồi tối ra là chạy về thôi, nhưng đâu có đổ xăng chi. Hôm nào lấy xe đi là hầu như là hôm đó phải đổ xăng. Xong, nhìn đẹp trai liền. Rồi giờ mình đi làm đây. Đây cái chiếc mô tô nè. Con này Ducati cũng được.
Ở sau lưng chỗ làm nó có mấy cái ghế ngồi dễ thương, màu sắc đồ rực rỡ. Chị chưa ăn cơm rồi chạy ra đây ngồi cũng lý tưởng lắm á. Nếu mà mùa này mà không có dịch thì đông lắm, người ta đã ngồi để chơi rồi đông vui. Mắc dịch này nó làm hết vui. Đây là nhà người ta ở nha, nhà chung cư người ta ở cho nè. Mình là làm ở đây này, đường ở đường sau đây, thắp đèn sang làng. Dễ lùi mấy bạn. Cách này đây là hẳn nè. Đó. Cách vô thì lấy cái biết sạch, ký giấy tờ, qua đây ký tên, kiểm tra thân nhiệt, xong dùng cái viết cũ vô đây. Em này là Nathan. Nathan sẽ phụ trách sanitize mấy cái viết, làm cái viết vệ sinh sạch sẽ. Ba tay con đâu? Ba tay đâu? Dùng rồi. Dùng rồi. Mà trước này tỉnh thoảng cũng đậu xe đông lắm nè. Thì dịch bệnh này thì mình lấy mấy cái lá chắn này mình chắn giữa hai bên người ta, nếu mà ta trường hợp người ta có hơi tay hơi chân. Hơi chân ở dưới. Hơi tay ở trên. Đây là nước sơn. Còn bên kia là quầy ba. Trời mưa mình để cái miếng này cho người ta đi vô khô chân, chứ thường thường nó nằm đằng kia. Đây quầy ba đây. Đủ rượu luôn. XO có nè. Whisky, Hennessy. Đây khách vô. Này đứng quầy ba nhìn cũng sướng lắm. Rồi bây giờ Long kết thúc chương trình, chuẩn bị đi làm. Chào mọi người nha, chúc mọi người có một ngày vui vẻ tốt đẹp.